Bản tin tiếp tục với các thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, hôm qua mùng 1 tháng 6, khi tàu cứu hộ SAR-412 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 đang thực hiện nhiệm vụ cứu nạn một ngư dân Quảng Ngãi bị đau nặng khi đang đánh bắt tại quần đảo Hoàng Sa về Đà Nẵng để chữa trị, thì bị tàu Hải quân Trung Quốc đe dọa, cản trở. Hành động này của Trung Quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam, mà nó còn đi trái với các quy tắc hàng hải trên biển, vi phạm quy tắc quốc tế về hoạt động cứu hộ, cứu nạn. Đây là hình ảnh lực lượng cứu nạn cứu hộ SAR-412 đang tiếp cận tàu cá tỉnh Quảng Ngãi mang số hiệu QNA-90927 tại vùng biển Hoàng Sa để đưa ngư dân Phạm Thanh Ngọc bị đau nặng về bờ chữa trị. Mặc dù là hoạt động cứu nạn, thế nhưng trong quá trình di chuyển từ Đà Nẵng ra khu vực tàu cá có ngư dân bị nạn, tàu cứu hộ Việt Nam đã nhiều lần bị các tàu hải quân Trung Quốc cản trở đe dọa ngay trên khu vực vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Trên quá trình đi thì lúc 0 giờ 30 phút ấy, thì khi ngang qua khu vực quần đảo Hoàng Sa thì cũng bị tàu Trung Quốc chắn đường và nó đuổi mình. Ngang Chi Tôn thì lại có một cái tàu Trung Quốc nữa, thì sáng nay thì chúng tôi quay hình ảnh của tàu này rất rõ, đây là cái tàu 841 Hải quân Trung Quốc. Đấy thì nó từ xa nó lao thẳng của mình như thế. Khu vực tàu cứu nạn Việt Nam bị Trung Quốc cản trở đe dọa cách đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam gần 10 hải lý. Đây là vùng biển chủ quyền và cũng là ngư trường truyền thống bao đời nay của ngư dân Việt Nam. Chính vì vậy mà hành động cản trở của tàu Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam, trái với quy tắc hàng hải, nhất là quy định về hoạt động cứu hộ cứu nạn. Rất nhiều tàu của Việt Nam là đang hoạt động đánh bắt bình thường, và tôi nghĩ cái lệnh của Trung Quốc, khi đến việc của Trung Quốc, nhưng cái vùng của mình thì ngư dân bà con cứ đánh bắt thôi. Không có gì phải lo ngại cả. Đến tối hôm qua mùng 1 tháng 6, ngư dân bị nạn trên tàu cá Quảng Ngãi đã được tàu cứu nạn SAR-412 đưa về Đà Nẵng an toàn để tiếp tục điều trị. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 cho biết, dù tàu Hải quân Trung Quốc có hành vi đe dọa cản trở hoạt động cứu nạn, tuy nhiên các lực lượng cứu nạn của Việt Nam vẫn thực hiện nhiệm vụ cứu hộ vì đây là vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Trong khi đó, trên vùng biển Hoàng Sa, các tàu cá, tàu câu mực của ngư dân Việt Nam đang đánh bắt thủy sản một cách bình thường.